Dạ, câu hỏi tiếp theo là anh chị muốn đầu tư vào bất động sản Mỹ. À, bởi vì ở Việt Nam anh chị cũng đầu tư là bất động sản và cũng rất là thành công. Như vậy thì thị trường bất động sản ngay tại Mỹ như thế nào và cơ hội dành cho mình nếu mà mình mới bắt đầu thì sẽ ra sao? Thì có các loại bất động sản gì, hình thức đầu tư như thế nào? Thì ở Mỹ có người ta hiểu nôm na là có hai loại bất động sản, một cái là nhà ở hay gọi là residential, một cái là commercial. Residential là cái để mình mua mình ở, đôi khi cũng có thể được hiểu là cái chỗ người ta ở nhưng mà mình cho thuê. Và cái thứ hai là commercial, tức là thương mại, tức là những cái nhà kho nè, bến bãi nè, khách sạn nè, ở Việt Nam gọi là shop house, là cái retail, bên Mỹ thì thường gọi là retail đó, hoặc là nhà dưỡng lão cũng là được là gọi là thương mại, bất động sản thương mại. Thì những cái đó có hai loại khác nhau, thì mình sẽ tiếp xúc với những người môi giới khác nhau luôn. Thì thường thường bất động sản thương mại, những người môi giới và tư vấn cho mình là những người có sự hiểu biết về kinh doanh, có phân tích được tài chính, phân tích được profit and loss, phân tích được những cái statement, tức là những cái lời lỗ, và về cái về phân tích tài chính thì họ phải hiểu được, về họ giúp cho mình. Còn người mà giúp mình mua nhà đó thì cái sự chuyên môn của họ tập trung về việc mua nhà để ở, nên là mình nên xác định là mình nên chọn ai để giúp cho mình trong những cái nhu cầu cụ thể. Rồi đầu tư ở bên Mỹ thì cũng có nhiều cách lắm. Mình cũng có thể là mình mua một cái gì đó cho thuê, mình tự thương lượng, mình vào hợp đồng, rồi mình đưa người vào thuê mướn, rồi mình quản lý người ta. Rồi có những rắc rối, có những vấn đề gì xảy ra thì mình giải quyết và mình quản lý nó. Và đó là một cách. Cách thứ hai cũng là cách, cũng có thể là mình hùn hạp, hoặc là mình đầu tư vào các quỹ, hoặc là hay là gọi là hoặc là quỹ, hoặc là syndication chẳng hạn. Thì là những người mà có kinh nghiệm và những người chuyên gia mà đã có các quan hệ, đã có những cái đội ngũ làm sẵn sàng rồi đó, người ta sẽ có thể quản lý được cái tài sản đó một cách vững hơn, chắc hơn cho mình, hoặc là mình tự đầu tư một mình. Thì có hai cách, và ngoài ra cũng có một cách nữa là mình đầu tư cũng là thụ động, nhưng mà người ta gọi là REIT. Thì mình lên trang web này, REIT thì dễ đầu tư, mà dễ cũng bán ra, nó nhanh hơn. Thì đó cũng là có rất là nhiều cách, mà mỗi cái thì nếu mà mình tự mua, tự tự quản lý thì cái đó đòi hỏi kinh nghiệm, và nên là có một thời gian ở Mỹ hiểu rõ mọi cái, và mình có một cái đội cho mình rồi giúp cho mình á, thì mới nên là đầu tư một cách tự chủ, tự quản lý. Còn nếu không thì chọn một người, giống như là chọn mặt gửi vàng, thì chọn cái người có kinh nghiệm, tin tưởng được và đầu tư chung với họ, sau đó học cái cách làm như thế nào, và sau đó là tự mình làm. Thì đó là những cái cách để mình có thể tham gia vào đầu tư bất động sản ở Mỹ. Dạ, cảm ơn chị. Chị có thể nói rõ hơn một chút xíu về cái tỷ suất lợi nhuận này, về cái rủi ro này, và về cái công việc mà các anh chị cần phải tham gia vào mỗi hình thức không? Ví dụ anh chị hay nghe đây là nhà Texas rẻ lắm, về Florida 300-400 ngàn mua được một căn. Anh chị tính là qua đó mua tầm 4-5 căn, sau đó đi cho thuê, có dòng tiền về rồi có thu nhập rồi để mình trang trải cái chi phí sinh hoạt cho cả gia đình, thì đó có phải là một cách khả thi không? À, cần phải chú ý cái gì nhỉ? Thì đó là cái cách đó, đó là cái cách chủ động, tự quản lý, tự mua tự quản lý, và cộng thêm nữa đó là cái residential, đó là về nhà ở. Thì đúng là nhà ở Texas rất là rẻ, 200 300 cũng mua được, nhưng mà mình hỏi cái câu hỏi này nè,
là mua 200-300 vậy cho thuê được bao nhiêu đúng không? Nếu mà cho thuê được 1.500 hoặc là 2.000 một tháng mà mình bỏ ra 300.000, sau đó mình trừ các chi phí hao mòn, vậy mình ngồi ra mình tính con số thì mình lời được bao nhiêu? Đa số theo những gì Dung thấy là may lắm là huề vốn. Đầu tư nó có hai phần, phần thứ nhất là dòng tiền, phần thứ hai là appreciation, tức là cái giá trị nó gia tăng. Ví dụ mình mua 500, mai mốt mình bán 1.000.000 thì cái đó là giá trị nó gia tăng. Cái đó nó không thuộc vào sự kiểm soát của chính mình, không có phụ thuộc vào cái sự nỗ lực của chính mình, đúng không? Không có phụ thuộc vào chịu khó hay là tài năng. Cái đó là hên xui may rủi, đúng không? Người ta gọi là speculation hay là đầu cơ vậy, đúng không? Và mặt thứ hai là mình mua, mình tính toán, mình gọi ông mua cái nhà này 300 mà mỗi tháng thu vào được 500, một năm đó thì được 6.000, đúng không? Như vậy mình có chấp nhận được không? Nếu mà mình thấy chấp nhận được cái thu nhập cái đó thì cái đó là mình tính toán mọi cái mà thời gian mình bỏ ra quản lý. Nào là người ta gọi tới hư cái này hư cái kia, thậm chí Dung là người quản lý những cái tài sản của chính tụi Dung, đôi khi có những người người ta chết trong đó, đúng không? Rồi mình là cũng phải phải deal với những chuyện đó, mình phải xử lý những chuyện đó. Rồi có khi người ta đi ra ngoài đụng xe của ông hàng xóm, rồi hàng xóm người ta kiện mình cũng phải đi giải quyết. Thì những cái đó nó lấy thời gian của mình mà phải tập trung vào những vấn đề đó, thì mình cũng phải tính ra và nói ô tôi có tới 10 căn để cho thuê luôn, tôi làm ra mỗi năm được 200 ngàn, nhưng mà 200 ngàn đó mà không hề làm được một việc gì khác, mà lúc nào cũng đi du lịch cũng không được luôn, cứ phải ở đó để coi người ta gọi mình hay sao. Thay vì đó mà nếu mình đầu tư vào một cái gì đó mình có 200 ngàn, mình trong lúc đó mình không phải lo lắng, mình không phải đối phó, mình không phải chịu đựng những cái căng thẳng đó, thì hai cái đó đem lên bằng cân, mình cân thử cái nào nó phù hợp với cái kiểu của mình. Cũng có nhiều người muốn làm, muốn va chạm, muốn muốn tiếp xúc những cái rắc rối đó và giải quyết nó được, để mình học hỏi và mình làm nhiều hơn. Hôm nay 10 căn, mai mốt vài trăm căn, ví dụ như vậy thì cũng được. Nhưng mà mình lượng trước khi mình bước vào cái mình có sự lựa chọn của mình, thì cái đó mình phải tính. Yes, thì nếu mà nói là Dung mà có số tiền để mà đầu tư 10 căn cho thuê, từng căn nhà mà cho thuê ở Texas, ở Florida, thì sự lựa chọn riêng của Dung, nếu họ riêng Dung thì Dung sẽ không chọn sự lựa chọn đó. Bởi vì Dung chẳng thà Dung đầu tư vào thương mại mà nó ít đau đầu hơn, hoặc là Dung hợp tác với ai đó và đầu tư vào cái bất động sản thương mại, thì thường thường mình cho thuê thì nó nếu mà nó lớn đủ thì sẽ có những cái công ty quản lý cho mình, và mình không phải đối phó với những cái vấn đề hàng ngày đó, và mình có thể đi nghỉ ngơi, mình có thể đi du lịch, đi đây đi đó. Và cái lợi nhuận thì khi mà đầu tư vào thương mại, khi mà mình làm việc với người bán, hoặc là làm việc với đối tác mà muốn hợp tác với mình á, thì thường thường đó mình thấy rõ được những cái con số, ok, lời một năm bao nhiêu, hoặc là một năm từ 7-8%, hoặc một năm 20-25%, thì mình thấy những con số đó mình quyết định là mình chọn cái nào. Thường rủi ro cao thì lợi nhuận cao, thì mình thấy hợp cái nào thì mình chọn, nhưng mình thấy rõ những vấn đề đó. Mà nhiều khi là Dung theo kinh nghiệm mà Dung thấy đó, một số bạn bè bây giờ cũng bán thì không bán mà giữ thì không giữ, thì cũng rất là mệt mỏi đó. Và khi mà mua căn nhà để cho thuê đó thì không có tính hết những cái chi phí mà mình phải bỏ ra, và mình nghĩ mình huề vốn nhưng đôi khi mình lỗ nữa chứ không phải là lời. Dạ, cảm ơn chị. Thì phải xem xét nhiều khía cạnh này trước khi đầu tư đúng không ạ? Dạ. Đúng rồi. Nhiều anh chị hay hay phân tích bất động sản, bởi vì ở Việt Nam anh chị đầu tư bất động sản rất là tốt, tỷ lệ sinh lời và tăng giá rất là cao. Cho nên là cũng muốn tìm hiểu về cái thị trường bất động sản Mỹ. Dạ. Một câu hỏi nữa trước khi chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng nha anh chị, thì đó chính là về văn hóa đúng không ạ? Thì cũng may mắn là chị Dung cũng là người gốc Việt, Dung cũng hiểu về văn hóa Việt Nam,
À, như vậy thì người Việt sống ở cái môi trường Việt Nam mình nhỏ lớn mình quen rồi, thì định cư ở Mỹ thì có cái sự khác biệt gì về văn hóa và mình nên chú ý cái gì để mình nhanh chóng hòa nhập được với văn hóa này tại Mỹ? Thì bây giờ thời buổi bây giờ thì mình có rất là nhiều YouTube đúng không? Video để mình học hỏi như thế nào. Tất nhiên là nhưng mà nếu mà phải nói là phải như thế nào thì mình cái văn hóa của họ là mình thường rất là tôn trọng sự riêng tư đúng không? Mình tôn trọng sự riêng tư, mình luôn là mình đừng bao giờ hỏi ai tới mà thu nhập của người ta bao nhiêu, hoặc là tuổi tác người ta, những cái đó thì mình nên tránh, mà mình luôn luôn tôn trọng cái riêng tư của người khác, và trên cái nền tảng là mình giúp đỡ lẫn nhau. Thì mới khi mình sống ở một khu mà Mỹ không cũng vậy, mình có sự tôn trọng với người khác thì họ cũng sẽ tôn trọng lại mình. Và ngay lúc ban đầu thì mình khoan thân tình. Nhiều khi người Dung, cái này là kinh nghiệm bản thân Dung thấy, là nhiều khi người Việt mình thì rất là mến nhau và rất là thân tình, rất là dễ dễ, rất là kết thân, và nghĩ rằng là mình làm tốt cho người ta thì người ta cũng nhận ra đó là hành động tốt. Nhưng mà đôi khi cũng nên nên để ý một chút xíu, nên nên đi từng bước nhẹ nhẹ từ từ. Ví dụ như là việc thân tình chẳng hạn. Và đặc biệt điều như thế này nè, nhiều khi ví dụ như ngay của má Dung cũng vậy nha. Má khi má thấy các cháu Mỹ là má thường cầm tay, hoặc là má thường đụng vào các cháu dễ thương, thì điều này nên cẩn thận, nên 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 tránh, không 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 nên đụng tới người người khác. Nhưng mình thân tình, mình làm tốt thôi, mình cẩn thận cũng nhiều cái việc như vậy, bởi vì đối với người ta như vậy là nó rất là sót, và dẫn đến cái sự diễn giải nó sai đi đó, thì nên cẩn thận việc đó. Còn ngoài ra thì Dung thấy người Mỹ họ cũng thân tình, tùy mình ở đâu. Tùy nữa mà ở khu nào, thì mình cũng có thể linh cảm được, và mình cũng có thể, à mọi người thêm một cái nữa, để muốn chọn khu an toàn có những website sau này, nếu mà có thì hoặc nếu Trúc cần thì Dung sẽ chia sẻ cho Trúc, hoặc là Trúc có thể chắc cũng có rồi, share cho mọi người coi biết, đó là để coi những cái chỗ mà chỗ nào nó tội phạm nhiều, cái chỗ nào nó ít tội phạm hơn, để mình lựa chọn đúng nơi mà mình đi chơi hoặc là mình đến ở chẳng hạn. Đó thì mình cũng nên để ý cẩn thận những điều như vậy để không có tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Ở Việt Nam cũng vậy đúng không? Dạ rồi, cảm ơn chị. À, thì đó là những cái câu hỏi mà thường gặp từ các khách hàng của Season Parkway. Còn những anh chị ở đây thì sao ạ? Anh chị có những câu hỏi nào riêng cho chị Delphine về trường hợp cụ thể của nhà mình không? Mình có thể nêu ra để mình cùng trao đổi với các anh chị. Dạ, các anh chị nào mà có câu hỏi đặt ra cho chị Delphine, mình chia sẻ trực tiếp luôn. Em mời anh. Chị cho hỏi là cái tiền đầu tư 800 á, thì sau này là chuyển sang đấy rồi thì mình coi như là trả cho lại cho mình, thì cái đó có phải bị thuế thuế mà chuyển sang Việt Nam là chuyển sang bên nước ngoài? Cái này là câu hỏi trong lúc đúng không? Đúng Nhưng mà rồi. cái Dạ. Câu hỏi này thì chắc là bên em có thể trả lời luôn là cái 800 ngàn của mình á là sau này họ trả lại vì họ vay của mình mà. Thì họ trả lại thì anh chị không có phải đóng thuế trên cái 800 ngàn này bởi vì nó là cái tiền vốn của anh chị. Anh chị chỉ phải đóng thuế trên cái tiền lời của anh chị là cái lãi suất mà họ trả cho các anh chị hàng năm. Thì mình sẽ khi mà các anh chị nhận được hàng năm cái lãi suất á, thì đã phải trừ ra phí thuế anh chị nhận về là nét luôn rồi. Dạ. Còn cái 800 ngàn sau 4 năm anh chị hoàn lại cái thì không có phải đóng thuế trên cái 800. Nó chỉ là anh chị đã đầu tư 800 cho họ vay 800 bây giờ họ trả lại vốn cho chị 800 thì nó không phát sinh thu nhập. Cho nên nó không có gọi là đóng thuế mình vẫn phải khai. Nhưng mà về cái thuế nó sẽ dựa trên cái bản khai thuế tổng quan của gia đình mình nhưng mà cái phần đó thì nó là không có tính vào thu nhập để mà chịu thuế.
cảm ơn câu hỏi của anh. Dạ, mình có câu hỏi gì nữa không ạ? Các anh chị có muốn hỏi về một số những cái hình thức đầu tư sinh lời tốt mà các anh chị có thể bắt đầu ngay ở nước Mỹ không ạ? Dạ, tôi xin mời anh. Chào. Theo tìm hiểu là ở bên nước ngoài đó thì trường công thì miễn phí, ngoài trường công ra thì theo anh tìm hiểu thì có thêm trường đạo và trường tư, thì không còn nghĩa là nếu như mà trường công mà cái khu nó không được tốt lắm, bây giờ mình muốn cho con mình trường tư hoặc là trường đạo nhưng mà nó khác cái khu của mình đang ở có được hay không, giống như là mình chỉ tới cái trường đó 15 phút là đủ phí, tại vì cái con trường đó là nó tốt, trong khi đó cái khu của mình trường công nó tốt lắm chỉ có được không phải chi phí tự do thì đúng như các bạn đó là bao nhiêu. Ý ở đây anh hỏi là cái trường cấp ba trường cấp chín lớp 10 Mình có cái khu vực cụ thể chưa anh? Để mình nhắn tới nha. theo cái người thân của anh đó, mình nghĩ là ở cái này đẹp thì Khi ra đi học thì nếu ạ. mà ở ngay được đó là City Hall á, City Hall. đúng rồi, từ City Hall mà đi tới cái nhà của anh đó là khoảng 5 phút, thì cái khu đó thì nói chung thì cũng có trường công tốt, nhưng mà anh tìm hiểu á, thì đường ngay đó thì có những trường tư với trường đạo á, nó tốt hơn, ý là nó cái hoàn cảnh nó tốt hơn, thì anh tính hỏi để anh sắp xếp nếu như mà được thì anh sẽ cho trường tư. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cho em biết tên để tiện xin hôn nữa. Anh không Anh Phong, cảm ơn anh Phong ạ. Câu hỏi này chắc nhờ chị đem tin ha. Cho con học trường tư, trường đạo thì cái option là gì, chi phí như thế nào so với du học sinh? Chi phí nào của thẻ xanh so với du học sinh? Và nó sẽ như thế nào? Chị không nghe rõ ảnh nói đó, nhưng mà chị nghe những gì Trúc nói thôi, chị trả lời theo những gì Trúc hỏi. Thì trường công thì tất nhiên là mình không có đóng chi phí gì đúng không? Còn trường tư á, thì nó tùy trường rẻ, trường học phí cao, trường học phí thấp cũng đủ hết. Trường mình có những người họ trả học phí cho khoảng 50.000 cũng có, mà có những người họ trả học phí cho khoảng mười mấy ngàn một năm cũng có, nên là nó vô chừng lắm. Mình chỉ có thể biết được khi mình biết rõ ràng cái khu đó như thế nào và cái mục tiêu muốn đạt được của gia đình là như thế nào. Thì trường tư thì cũng có thể trường đạo, cũng có thể không phải là trường đạo. Thì cái đó là sở thích của gia đình muốn chọn như thế nào cho con cái. Với lại cái là ví dụ cái khu của nó mà mình đi qua cái khu khác á, cũng như ở nhà của anh sẽ ở phía nam, mà mình muốn đi xuống theo cái chuyến mình chạy xe khoảng 15 phút đó, nhưng mà nó nằm ở khu khác thì cũng như là không có nhất thiết. Có nghĩa câu hỏi chị Dung anh ở một khu nhưng mà muốn con học trường ở một khu khác, chạy xe 15 phút nửa tiếng thì có được hay không? Anh hỏi trường tư đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Riêng với trường tư vì mình đóng tiền á nên là thường là rất là thoải mái. Nó không có quy định, chỉ có học trường công vì không cần phải trả tiền lệ phí gì hết thì nó quy định khu nào học khu đó. Còn trường tư thì đa số là không có có giới hạn về cái địa lý, cái khu nào nha. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh.
Chắc là dành câu hỏi cuối cùng nha anh chị trước khi mình qua phần dự án nha. là gia đình có hai đứa, một đứa năm nay thì nó xuống lớp chín rồi, nhưng mà chỉ lớp 10, nhưng mà mình làm đây thì khoảng 2 năm nữa mình đi, coi như nó vô đại học thì cái chi phí học không phải tốn, không có nhiều không. Dạ, chi phí đại học giữa du học sinh với thường trú nhân Mỹ. Dạ. Thường chủ nhân, ok, bây giờ anh nói là sang năm con anh 10, năm 11 đúng không? Mà sang năm là anh sẽ qua Mỹ đúng không? Nếu Thường mà chắc là khoảng 2 năm, tức là nếu như dạy thằng bé nó khoảng mấy người 12 rồi, thì nếu mà nó 2 3 năm. vâng Ok. Ý thì nó học dưới trung học thì nó có được cái miễn phí những cái bạn thì nó có được. Ok, ý là khi mà anh qua đây thì cháu đang bắt đầu trong đại học rồi đúng không? Dạ. Ok, tại chị nghe không rõ đó. Sau nếu mà qua đây thường thường đó, để mình được hưởng của các trường của tiểu bang mà mình phải đóng lệ phí ít đó, ít hoặc là được họ có nhiều dạng nghe, đã vô đại học thì đôi khi mà thi mình được học bổng luôn á. Mình được học bổng, mình phải đóng phí học, học phí ít hơn hoặc không đóng hoặc còn nhận thêm tiền nữa, thì do học lực và nhiều cái hoạt động ngoại khóa của cháu mà nó tốt quá thì cháu sẽ nhận được những bằng đó. Nhưng mà đang nói đây là học ở ở trong tiểu bang, học trường công, đại học công mà giá nó rẻ đó, thì như thế này, nếu mà cư dân của tiểu bang á thì phải ở cái tiểu bang đó ít nhất cũng phải 1 năm rồi các cháu nó sẽ được đạt tiêu chuẩn là công dân của cái tiểu bang đó, thì khi đi học trường tiền trường công á thì giá nó sẽ được thấp hơn so với, đây là so với người ở tiểu bang khác đi qua học nha, mình chưa nói là sinh viên du học. Sinh viên du học thì lúc nào cũng giá cũng rất là cao rồi, là so với sinh viên bản địa rồi, nhưng mà chính là trong tiểu bang đó so với những sinh viên từ những tiểu bang khác qua học thì cũng đã thấp hơn, nên là nó cần 1 năm đó. Anh cho cháu ở cái tiểu bang đó, gia đình anh chứ không phải gia đình anh ở tiểu bang đó hơn 1 năm thì học phí sẽ thấp hơn. Nó sẽ thấp hơn nhiều nếu mà các anh chị có thẻ xanh và cái tỷ lệ mình vào trường nó cũng sẽ cao hơn rất là nhiều bởi vì nó sẽ khác international students là du học sinh quốc tế thì cái tỷ lệ chọi rồi cái học phí nó cũng sẽ cao hơn so với thường trú nhân thì Gấp nếu gấp mà mấy lần luôn. con cái có thẻ xanh thì sẽ có nhiều cơ hội vào những cái trường tốt và mức học phí thì nó rất là thấp, thậm chí một số trường nó còn cho con cho vay để các con đi học và sau này các con đi làm các con trả hoặc là các con có những cái học bổng rất là tốt để có thể theo học nếu mà cái năng lực học nó cao nó tốt nha. Thì em nghĩ là cũng khá là nhiều câu hỏi rồi đó chị Dung và rất là cảm ơn thời gian của chị bây giờ cũng khá là trễ với đó rồi thì rất là cảm ơn chị Dung ngày hôm nay đã có những chia sẻ rất là hữu ích cho các anh chị. Và chắc là bên em sẽ hẹn chị Dung cùng với các anh chị ở một cái chủ đề khác bên cạnh cái chủ đề an cư này nha. Thì không có gì chia sẻ có hữu ích không các anh chị? Nếu có thì cho chị trà bàn tay với em được không? Cảm ơn trước và cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người may mắn ha. Rồi Dung xin Dạ, chào cho cảm hôm ơn chị Dung, hẹn gặp chị. Dạ.